Văn Tiểu Thí Màu xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến từ phim trường Top Entertainment. Trước khi đến với những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay, xin mời Tiểu và các quý khán giả cùng điểm qua tình hình dịch bệnh trong tuần qua với Màu nha. Bộ Y tế thông báo số ca mắc nhiễm đang không ngừng gia tăng. Tổng số ca nhiễm đến hiện tại của Việt Nam đã chạm mốc hơn 900 ca. Số ca tử vong vẫn đang gia tăng. Nhiều địa phương bắt đầu bước vào giãn cách xã hội để hạn chế việc bùng phát. Tại Đà Nẵng, người dân bắt đầu đi chợ bằng thẻ. Việc đi chợ bằng thẻ để hạn chế tiếp xúc đông người tại trọng điểm dịch. Bệnh viện dã chiến đã hoàn thành. Các bác sĩ đầu ngành đã có mặt và tiếp tục sát cánh. Trong trận chiến đầy khốc liệt, Nga chính thức công bố có vaccine. Và đây là nước đầu tiên công bố trong cuộc tìm ra vaccine trên toàn cầu. Việc này đã được cả thế giới đặc biệt quan tâm. Và hiện tình hình vô cùng cấp bách. Hãy nhớ rằng luôn luôn đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe nha. Thường xuyên sát khuẩn, rửa tay, hạn chế tập trung những nơi đông người nếu không thật sự cần thiết. Những ai đã từng đi đến các địa điểm trong danh sách cảnh báo, hãy tự giác đến cơ quan chức năng gần nhất để khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe. Hãy nhớ, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình chính là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hôm nay là tối chủ nhật và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ dàn khách mời siêu hot và một lăng kính đầy thú vị mà chỉ Top Entertainment mới có nha. Quá dễ dàng khi chúng ta bắt gặp những ngôi sao nổi tiếng ở đâu đó hàng ngày. Họ là những diễn viên nổi tiếng, bạn sẽ thấy họ trong những bộ phim truyền hình hay những bộ phim điện ảnh bom tấn. Khi họ là ca sĩ, bạn có thể nghe giọng hát của họ ở đâu đó. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn thấy họ ở vị trí của một người con chưa? Vậy thì hôm nay, mọi người hãy cùng Tiểu và Màu khám phá một lăng kính hoàn toàn mới lạ khi những người nổi tiếng ngồi cạnh phụ huynh và được phụ huynh kể tội sẽ như thế nào nha. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là ai? Anh Dương Lâm Đồng Nai. Chắc không còn quá xa lạ với Tiểu và mọi người về anh chàng Dương Lâm này rồi. Anh luôn mang đến cho mọi người những cái tiếng cười rất là đau bụng khi mỗi lần xuất hiện ở trên sóng truyền hình. Đúng rồi á, không chỉ mang lại tiếng cười khi diễn cái vở kịch hài mà ai cũng vui khi xem livestream của anh ấy đó. Nói chuyện rất hài hước mà người ta hay gọi là tí lê đó. Thấy vội thôi, nhưng mà để nói được cái sự tích ra đời của cái chàng trai đầy drama này á thì cả nhà phải theo chân Màu và Tiểu để tìm hiểu nha. Trời đi chị, lúc mang bầu nói với lúc sinh nó có dễ không hả mẹ? Dễ gì thì em lập gia đình là em năm 20 tuổi. Xong rồi về là em mấy tháng sau là cấn bầu Bảo Lâm. Con đầu tiên? Nó là đầu tiên hả mẹ? Lúc đó cấn bầu Bảo Lâm là lúc đó mới về thì cũng không có biết đó. Chị thấy cái xong rồi cái sáng ông cha Bảo Lâm đi làm, uống xe bò đi. Dạ. Thì cũng đi theo cho chồng đi cắt lúa. Ở đâu mà xe bò? Đi xe bò quê đó. Cô không biết bài anh Dương Lâm Đồng Nai đã Đồng Nai lúc nào mà lại có bầu á? Long Thành Đồng Nai. Long Thành Đồng Nai. Ở đó sống thì ngày năm không à chị thấy. Dân chợ đồn Đồng Nai. Chợ đồn, trời ơi, vậy là gần nhà luôn rồi. Đồng Hương. Đồng Nai luôn hả? Dạ không, Bình Dương. Ủa? Bé em có duyên. Nhớ em xuyên có duyên. Rồi coi như là cống bầu không biết. Dạ, thế sao mà tự nhiên em đi vô trống em cắt lúa mà em buồn ngủ mới sáng sớm mà. Cái em buồn ngủ quá, em không biết làm sao hết. Cái em mới đi lên xe bò. Trốn ngủ. Dạ, lên xe bò trốn ngủ. Cái bác ba mới lên, bác ba thấy nằm xe bò thì bác ba mới xuống nói với ông xã. Thì nói bộ hình như con Phượng nó bệnh hay sao á, mày lên mày kêu nó về đi. Chà chồng mới lên kêu là thôi bộ bệnh hay sao đi về. Mà lúc mình không có biết thì thấy con người nó khó chịu, nó kỳ cục. Thế em cũng nghe là em đi về. Thì đi về phải đi đường đi bộ, chị thấy đi bộ xa lắm. Thì em mới gặp cái chị đó, chị cũng ở cùng xóm, chị biết cha Bảo Lâm. Thì mới nói, ủa sao sáng đi đâu về vậy? Cái em mới nói là đi ruộng về. Cái em vô xin nước uống, cái tự nhiên nằm ngủ quên trên vạt người ta chị thấy. Mà nó buồn ngủ đâu trong ruột á chị thấy, em không biết. Mới sáng vậy em ngủ vậy, em cầm cái bàn chải xúc miệng là ngủ gục rồi. Chỉ buồn ngủ thôi chị, em mới buồn ngủ cách lạ lùng mà không biết, tưởng là mình bệnh hay sao thôi. Chị thấy em ngủ ngon chứ lại không kêu. Thì cho tới chiều, xế chiều thì em ngủ tới chiều, trời, ngủ tới chiều luôn hả? Làm công chúa ngủ trong rừng vậy đó em. Giờ hoàng tử tới hung. Chiều thì cha Bảo Lâm mới quýnh xe bò lúa về. Thì mới về tới nhà hỏi má có mua thuốc Phượng uống không má. Là tưởng đâu là em bệnh. Thì bà nội mới nói là không về. Bà nội nói về đâu, đi với mày sáng giờ. Trời ơi, giống trong phim quá. Giống trong phim quá. Tập 1 nè. Ảnh mới giật mình, ảnh mới đi ngược tới vô xe, dựng xe bò dựng đồ xong vác lúa rồi xuống đi ngược tới vô rừng kiếm em. Đó thì trong khi cái chị đó chỉ biết kêu em dậy, thấy trời chạng vạng chỉ kêu em dậy.
Vậy thì em đi bộ lên tân về thì em gặp ảnh đi đụng đầu ảnh. Em cũng đi về về thì mẹ chồng biết. Mẹ chồng mới hỏi nó, má con không biết sao mà con buồn ngủ từ hồi mấy nay con buồn ngủ quá, thì má chồng mới nghi là có bầu. Thì như hồi đó đâu có đi khám thai đâu biết gì thị. Em có bầu bảo lâm cho tới sanh luôn mới biết là con trai thôi. Đúng rồi. Trong quá trình nó có hành dữ không? Hành chị thị, em hành cho tới là phải 3 tháng đó. Ôi bữa rồi có thèm ăn không? Em cứ thèm ăn mà em ăn đậu vịt không chị thị? Ăn gì? Cái gì? Ăn đậu vịt. Hồi hức ăn gì sát sanh vậy mẹ? Hồi đó giờ đâu ăn bao giờ. Em thấy đầu em sợ mà tự nhiên có bầu có lâm mà tự nhiên ăn đầu vịt không? Thấy đầu vịt là thèm gì thế? Tự nhiên thấy đầu vịt là thèm. Bỏ y chang vịt. Thơm vịt. Đi xanh có dễ không? Rồi có bao nhiêu người hộ tống mình teo không? Chắc là cũng là con trai đầu chị ở xanh lần đầu có lâm. Dạ. Nếu mà nói bây giờ con nó mới thấy cuộc đời của mẹ là khổ tới cái mức mà hồi đó em đi xanh nó là em sẽ đi bằng xe đạp. Bà ngoại chở đi, bị gì cha bảo lâm là phải đi làm từ sáng tới chiều tối mới về, ngày nào cũng như ngày đó. Mà trong khi chở đồ đi thì đùm đùm đề đề đi tới huyện thì không có nổi, bà ngoại mới tấp vô trạm xá. Em xanh bảo lâm xanh đang giàu quá chị thấy. Đẻ ra được bao nhiêu ký mà? 3.6 kg. Trời dữ vậy đó. Ăn đầu vịt không mà 3.6 kg. 3.6 kg. Chị thấy cái sao em xanh nó ra là nói chung ra là nhìn là chị cưng liền, nhưng có cái miệng thì nó rộng hơn. Rộng thì con đàn ông miệng rộng thì sang mà ra thì con nít mà nhìn cái miệng nó rộng thì mười người lên thăm thì cứ dòm thì cứ nói là cái thằng ấy cái miệng giống mẹ rộng quá thì cứ là như vậy thôi. Nhưng mà cặp mắt của nó là đẹp lắm. Cặp mắt của Bảo Lâm mà em thăm nó ra hồi đó cặp mắt nó hai mí rành rảnh luôn. Chứ cặp chân mày nó đậm lắm chị thấy. Giờ có dậm thêm, nó đậm thêm, có theo thêm, có theo thêm chứ ngày xưa đậm rồi. Dạ đúng rồi, giả hơn chị nuôi nó rất giả. Dạ, giả 3 tháng lại mới đi làm rồi. Nhưng mà làm thì hồi đó là làm xanh quanh nhà không, là ruộng ở nhà là ruộng phía bên ngoại là ruộng đất đai. Bao là mình phải làm hả? Đúng rồi, mình làm ruộng. Làm ruộng chỉ dạ. Cũng như làm á là cũng như là ngoại có lúa có đồ thì mình làm mình ăn cơm có ngoại, cứ vợ chồng thì cắt lúa đập lúa, một năm làm 3 vụ, 2 mùa lúa, 1 mùa trồng hàng bông. Cứ vòng vòng ở đó thì Bảo Lâm nó còn nhỏ thì 3 tháng rồi đi làm rồi. Đúng rồi, 3 tháng làm. Bỏ đâu? Em bê đem nó ra ngoài cái chòi mình cắt bằng rơm á chị chị thấy thì em bỏ nó vô trong cái thao giặt đồ á chị thấy. Cái bắt đầu đem cái gói ôm ra là thấn xanh quanh cái gói cái thao. Bỏ con vô đó, nhiều khi nó bò ra thì nó bò ra thì em cứ la đúng rồi em cứ la là em hù nó. Khi nó lớn chập chững rồi em cũng hù riết là nó quen, nó không có bước ra thao. Thì lúc đó Bảo Lâm nó có 9 tháng là nó đã biết đi rồi chị. Nó lẹ bị gì chị không biết sao bị gì. Ở đó là cái nền đất chiều mà bắt đầu trời mát rồi thì em có cái khăn, mà cái khăn đội đầu hồi xưa hồi đó ở ruộng thường mình gọi là khăn gỗ. Khi mà chiều mát là phải gỡ cái khăn ra, cái chàn vô cái nách của con để dạ, mình chàn vô cái nách cái nách ngoài sao vậy là nó tự đi, dẫn cho nó đi nách vừa có thèo nha. Ôi có gì xiết chín tháng là nó đã đi rồi chị thấy là ăn thôi nôi xong là nó nói rành luôn, ăn thôi nôi là đúng 12 tháng là vừa đi vừa nói rành luôn á chị. Vậy là nó nuôi dễ. Đúng rồi, nuôi dễ. Chị bú sữa mẹ không chị thấy. Tiểu chắc cũng không bất ngờ lắm với cái câu nói mà công tử Bạc Liêu phải không? Đúng rồi. Công tử Bạc Liêu đó thì nấu trứng chứ gì. Giỏi quá giỏi luôn. Mong cũng muốn giới thiệu đến mọi người á, anh Bảo Lâm nhà ta hả, là một cái công tử Đồng Nai chính hiệu trước đây luôn. Mà tại vì ảnh không có ở Bạc Liêu, ảnh ở Đồng Nai cho nên là kêu là công tử Đồng Nai đó nha. Nhưng mà sao Mậu lại bảo là trước đây, chứ bây giờ anh ấy bỏ bài danh đó rồi hả Mậu? Nhắc đến đây á thì thấy tội anh Lâm quá luôn á. Thôi nè, để Mậu kể cho Tiểu nghe cho nhanh nha, xin mời. Cho tới phòng Bảo Lâm là tới ngày 21 tháng 7. Trời ơi, từng cột mốc lịch sử luôn. Ngày 21 tháng 7 là cái ngày em bỏ bú Bảo Lâm. Bị gì chị thấy cái ngày đó không bao giờ em quên trong cuộc đời. Thôi nói Bảo Lâm là ngày 9 tháng 6. Là ngày 21 tháng 7 năm 90 em cháy nhà chị Thủy. Cái đó là cháy nhà hết, không còn thứ gì hết. Kể cả cả cái gì mà những hồi đó là kỷ niệm hồi còn con gái, với hình cứ hình đồ là em không còn. Rồi lúc đó là mẹ con đi ra ngoài ruộng thì nhà... Để em nói chị nghe là cái ngày đó, ngày 21 tháng 7 là ngày ruộng nhà cấy. 3 giờ sáng là cha Bảo Lâm đã quýnh xe bò đi rồi. Quýnh xe bò đi xuống trục rồi. Hừng sáng là mờ mờ đất là em đã bầm Bảo Lâm vô gửi hoài. Em gọi Bảo Lâm đi gửi hoài. Không gửi hoài là thấy bà em rồi. Thì chơi tới 10 giờ rưỡi sáng trưa thì trên đây mới cháy nhà. Tại sao? Tại cái sao đó mà? Là chị thấy cho tới bây giờ thì em thật sự là em không biết lý do sao nó cháy. Nhưng mà bị nhà em ở đó là ở giữa cánh đồng ruộng. Em sợ khi mà em nấu đó, hồi đó mình nấu củi gì thì nhà thì nhà, đúng rồi, nhà thì nhà thiết nhưng mà dách là dách lá dừa. Em sợ không biết khi gà nó kêu nó có bư hay là không biết. Tức là khi mình nấu nước này kia nọ rồi là mình đã dụi lửa hết trơn rồi, thanh nghiêm chỉnh đâu đã đàng hoàng rồi mình mới đi, đúng mình rồi, mới phá cửa mình đúng đi ra phá cửa đi. Nhưng mà trong khi đó em mới
thu hoạch lúa là nguyên một cái bồ lúa lớn lắm. Cháy luôn. Đúng rồi, cháy hết, cháy hoàn toàn, cháy không còn cái thứ gì. Rồi sau đó mình phải giải quyết cái chuyện mà mất hết tài sản, mất hết nhà cửa rồi sao mà chạy đi đâu, về bên nội hay không, về bên ngoại? Chị Thủy biết là hồi ở dưới quê là thường thường cái phong tục hồi xưa là nhất cháy nhà vì chìm ghe, không ai chứa. Đúng rồi, cái này bây giờ mới biết. Đúng nè, rồi, em nói mình chị cũng là dân sông nước đúng nè. Rồi, không ai cho ở, nhưng chỉ ta cho ăn và giúp đỡ thôi. Rồi lúc đó làm sao? Thì bắt đầu mấy cái tấm tôn mà nó cháy á, cháy queo hết rồi á chị Thủy. Cái bắt đầu nó mới nhăn nheo lại, thì cha Bảo Lâm mới chặt cây xanh quanh đó. Cha Bảo Lâm mới dừng lên. Dừng thì, lại. Đúng là dừng lại. Thì che đỡ mấy tấm tôn nó chồng lên. Bảo Lâm, nghe cái chuyện cháy nhà, nãy giờ thấy ngồi mắt đỏ que. Nó không biết đâu chị. Ghê hồn lắm. Đúng rồi, nó không biết đâu chị. Nó không biết. Đúng rồi. Sao Bảo Lâm? Cổ cảm xúc sao con? Thằng anh hai của con, thằng con gì hai á, là bà Bảo Sơn á. Con là Bảo Lâm, Bảo Sơn. Nó nói trời ơi, nhà mày cháy vui lắm, hột gà nướng quá trời, ăn quá trời luôn. Con chỉ nhớ cái ký ức là cái hột gà nướng cái cháy nhà để thôi. Em nói chị nghe là lý do là nó nói như vậy là chị thấy thê thảm lắm. Em nói thì cái cảnh là không hình như là không tưởng tượng nổi. Ở trong nhà gà nó ấp xung quanh nhà em quá trời. Bị nhà ở đồng mà em nuôi gà được nhiều lắm. Rồi khi cháy nhà cái hột gà nó cháy đen hết, nó nướng. Mà mấy đứa con nít là nó mới lụm nó ăn. Thà nó trời ơi, hột gà nướng ăn ngon, nướng ngon không phức chị. Cái đó là vô tình thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, bị con nít cháy nhà thành ra gà, hột gà nó cũng cháy như vậy. Qua thời gian nó bắt đầu nó đi học và nó đi học mẫu giáo. Giáo. Đúng rồi. Giáo. Gia đình khổ thì khổ, nhưng cái học hành của Bảo Lâm là trên hết. À. Đúng rồi, cha Bảo Lâm rất là quan trọng cái việc học hành của con. Nhưng mà thành lúc mà đi học rồi có quậy phá rồi có lanh lẹ rồi có hát có múa rồi. Chị Thủy nó 3 tuổi, 4 tuổi là nó lắc vòng. Mấy tuổi lắc vòng? 3 tuổi, 4 tuổi là nó lắc vòng. Cái vòng của ai ta? Vòng gì sáu? Cái vòng của gì? Người thứ sáu là gì đó, kiểu như con nhà có người nhà con gái mà hay sợ mập mà hay lắc vòng. Nhưng mà đắt vậy lắc vòng em nói thiệt chứ chị, cái nó điêu luyện trai, đúng rồi điêu luyện nha chị Thủy. Cô Thủy cái này con nhớ không, cái là nhà mà có khách tới là kêu Bảo Lâm lắc vòng phải chứ em, lắc vòng là ra biểu diễn nè, lắc lên nè, lắc từ dưới chân lên nha, lên đây cái lắc lên đây, cái lắc đùi thì lắc hông, lắc cổ, lắc tay, lắc đầu, lắc được hết luôn. Không ai dạy, nó đã có năng khiếu hồi nào em biết, nhưng mà hồi đó mình không có nghĩ là cái năng khiếu, cứ thấy là thấy phái. Rồi ngoài lắc vòng ra nó có ca hát múa rồi nó đó. Nó con cái là nó ẹo ẹo đi ẹo ẹo. Nhưng mà hồi lúc có chị Thủy đi học mẫu giáo á, là lúc nào là múa là còn con gái không có bầu nó con trai thôi, nó múa không ai múa lại, không ai múa lại mà múa nhịp nhàng mà điệu lắm. Nhớ luôn, hai bàn tay của em đúng rồi, đúng em rồi. Múa đúng, cho mẹ xem hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh khi em giơ tay lên. Có một mình ảnh là con trai thôi, con trai thôi. Có thích chơi với gái không? Đúng rồi, chơi với gái không chị? Bỏ thấy chưa? Đúng rồi, chị cúp bế rồi, chơi với con gái không? Chị bế chơi nhà trời rồi, không ai chơi lại. Phát động phong trào tự xây nhà, rủ tụi nó về chơi đầm bấy rồi. Chị thấy nó làm nó đó giờ là đặc biệt, không bao giờ quýnh lộn với lão. Bị tao quýnh không? Không bao giờ. Chơi búp bế mà quýnh lộn không bao giờ chị thấy. Chơi búp bế mà nó cái tánh, cái bản tánh nó hiền chứ nó quen rồi. Bây giờ chơi với con gái rồi nè, rồi là tham gia văn nghệ rồi kia nọ, nhưng mà khỏi là học giỏi không nè. Bảo Lâm học giỏi là học từ giỏi từ năm mẫu giáo cho đến hết cấp 2. Bảy lớp 6 là hết giỏi rồi. Sao vậy? Sao vậy? Như là cũng ta cũng nói được. Là được thôi, nhưng không có còn học sinh giỏi lắm là tiên tiến á chị. Tham gia nhà trường năm lớp 10. Dạ, nhưng mà tham gia rồi hoạt động nhà trường dữ dội lắm mà con. Dữ dội không ai làm lại. Hát hò đồ, diễn kịch đồ, cười banh rạp. Nhưng mà con học bị mất cân bản hết. Nhưng mà lúc nào con học sinh kháng hết. Tại con đi học con cặp dê rất là giỏi luôn. Vì cái bàn ở đây mà con cặp dê con liếc qua tới bên kia. Trời ơi, sao con thấy được. Nó đi học cấp 3 là nó thân với một đứa con gái. Mà con nhỏ đó là học giỏi kinh khủng. Nó kêu em bằng mẹ không. Thì đắt nào thân với bé đó là nhờ nghe nói là à, mẹ Hằng Lâm nó học toàn cặp dê con không á mẹ. Kêu con mẹ. Nói hả, con dấu phẩy con cặp dê, dấu chấm. Ông thầy ông nói Lâm, tại sao con Uyên nó chấm em cũng chấm mà con Uyên nó xuống hàng em cũng xuống hàng. Nó thổi thầy sao á, là con cãi cái miệng sang sỏn mà cặp dê xuất sắc luôn con. Bắt đầu tới năm cấp 3 là bị mắng vốn hả? Bị đi học phụ huynh học sinh thì lúc nào cũng bị mắng vốn. Tại sao? Cái nó nói chuyện nhiều chị. Cái nó nói chuyện nhiều chị. Nó đi vô trong trường đó là cứ mà không có bao giờ mắng vốn vụ gì hết, không có hỗn hào, không có gì hết, mà chỉ có cái là nói chuyện. Thầy cô nói là cứ nói ra là không cần phải dòm là đã biết nó rồi, cái tiếng của nó là nó rất là rõ ràng mà nó lớn hơn người ta, cái tiếng lớn lắm. Thế là mà nói gì con? Nói nó nói gì ở trong lớp lấy kiến nặng bụng. Trời. Rồi móc khóe. Trời. Không học bị mất căn bản, em không biết cái gì luôn thầy. Trong trường là có đóng kịch đóng ơ gì trong cấp 3 không con? Có, con năng khiếu lắm. Nổi tiếng luôn. Nổi tiếng lớp phó văn hệ Mỹ rồi. Nhưng mà thật ra lúc đó là có cái đầu là đã muốn đi theo nghề chưa Lâm? Chưa.
Nhưng như vậy sao xong số 12 là con thi vô trường sân khấu? Tại vì năm đó con thấy tụi nó mua hồ sơ của trời đứa đồng thi trường kinh tế tỉnh nội. Con không biết cái thư quá học quá ngu. Mà bây giờ thấy tụi nó mua hồ sơ, bây giờ mình phải ráng mình mua hồ sơ để điền vô cái gì đó. Hoang mang quá hả? Hoang mang, lúc đó hoang mang, không có biết trong đầu là gì. Mà lúc đó không nghĩ được ảnh quá xấu, cái mặt tròn ẩm nè. Mặt gì nè? Cái mặt nè, ra ra. Nè cái mặt mũi nè. Này là 12 hả? Đúng là 12 nè. Này lớp 11, cái này lớp 11. Rồi cái đầu tư vấn đồ hỏi thi trường sân khấu, tụi chề mỏ trội mặt mày vậy thi trường sân khấu. Rồi cũng đó, xong rồi cũng quyết định thi sân khấu. Tại vì không còn đường lựa chọn nữa. Bảo Lâm nó tốt nghiệp lớp 12 là năm 2007. Nó thi vô trường sân khấu điện ảnh là nó rớt năm đầu tiên. Năm đầu tiên nó đi học là kế toán 2 năm. Kế toán nè. Kế toán 2 năm. Bây giờ cũng mới nói mẹ nè, mẹ nhớ lúc con học kế toán con chở ông Quốc đi học không? Có nghĩa là đi học không có biết cái gì hết trơn, trời mà sợ mẹ, sợ cha. Xong rồi sáng sớm đưa em đi học xong rồi nói mẹ đi học nhưng mà vô quán cà phê ngủ. Trời ơi. Ngủ tới chiều, cái đi về ngày nào cũng vậy. Ở xưa thấy chứ không có nghề gì, nghề điện. Điện mà sửa điện không được em. Rồi thợ hàng mà ngày nào cũng đắp dưa chuột hết rồi bắn thợ hàng nó nám mặt làm sao em. Tại sao ngày nào cũng đắp dưa chuột? Ý thức làm đẹp hả? Ý thức làm đẹp thì mê đẹp cô. Mê đẹp, mê tập gym mà tối nhìn được. Tập dữ lắm chị. Ban ngày trưa nắng chang chang, cái nó mặc cái áo mưa ở trong mình á. Cái mặc cái áo gió ở ngoài. Khi mà về là cái bắt đầu con mới nói với cha Bảo Lâm, nói cái thằng Tí này làm như nó không được bình thường. Chị thấy trời nắng chang chang mà có mưa chứ đúng không chị thấy mà mình đâu có biết là con nó tập trạng cho nó quậy hình nó đẹp hay là như thế nào mà nó không biết. Là ổng chảy chuốt mình không biết. Mà năm đó là thi trường sân khấu chưa con? Thi rớt chưa? Rớt, chưa thi. Rớt vô. Rớt đúng rồi, rớt. Ý chí ghê lắm cô. Thi lại lần 2. Thi lại lần 2. Mấy năm sau mới thi lại lần 2. Học kế toán 2 năm, học kế toán trong sự mù mịt. Đóng tiền thường xuyên. Cha Bảo Lâm là quan trọng cái gì thống kê, đúng rồi, đại số phải học kê. Bất cứ giá nào cũng phải học. Ủa, cha nói vậy, phải học. Ở nhà nghề nông nhưng Bảo Lâm nó đâu có biết làm cái gì ở ruộng đâu chị. Không có biết tới cái cuốc, cái cày, không có biết tới cắt lúa, không biết mà dẫn một con bò. Là lý do là cha Bảo Lâm không cho. Dễ thương quá, tức là cha mẹ. Đúng rồi. Nói là cứ chăm chăm để cho học. Bảo Lâm đó là làm học. một cái nghề bình thường. Đúng rồi. Xong rồi ảnh thì cứ lo chăm chút về sắc đẹp của mình. Xong rồi muốn thi trường sân khấu. Rồi bao giờ con thi lại thì đậu đúng không? Thi lại đậu trung cấp cô. Rồi chừng nào con mới làm đẹp vậy Bảo Lâm mới làm đó đẹp. Đó là ngày xưa là chưa có tiền đi qua quán gì sáo làm. Đi làm và phục vụ đó. Tháng 800 ngàn bạc dám để 1.2 triệu tẩy trắng răng. Tại ngày xưa con thấy trên mặt có cái tẩy trắng răng lại rẻ nhất thôi. Không có gì sửa mũi cũng mấy chục triệu, cứ suy nghĩ trong đầu. Rồi bây giờ muốn đẹp hơn thì chỉ có tẩy trắng răng là nó rẻ nhất thôi. Yeah. Ngày xưa không có tiền tẩy răng á em, cái mình ra cái bự trúc á. Yeah. Anh lấy cái trúc á, anh chặt cây trúc á. Cái anh đập cho tư cái đầu của em. Rồi sao? Ngồi chà răng hiểu không? Trời ơi. Trời ơi, ngồi tôi đam mê làm đẹp. Cũng có tưa máu tóc núi mấy lần nhưng mà vì đam mê cứ nghĩ là cái răng nó trắng là sẽ đẹp. Nhưng mà tẩy ra cũng không có đẹp em. Mà đó anh cứ ngồi anh đội kiếm của anh kéo cái mũi kéo cái càm, anh cứ làm thích cái gương mặt của mình phải đẹp em. Mũi lúc đó còn 6 múi luôn cô. Bài tập mà đúng không? Con nói từ đây mà con chạy bộ chỗ nào cũng chạy được hết trơn, trời chú ý là đẹp trong đầu con, đẹp 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 và đẹp. Và nhưng mà vô trường thi sân khấu là con đẹp chưa? Chưa đẹp luôn. Tại vì năm đó thi là như thiếu thí sinh hay đó, dàn cao đẳng đậu trơn. Rồi cái trường quyết định chọn 2-3 lớp trung cấp đó. Rồi đậu mà rớt đứa cuối cùng, đứa thứ hai đó vô trường. Mừng rớt nước mắt về, trời ơi, đại tiệc linh thì có được tiền không? Có phải không? Có, trời ơi. Tức là khi nó đậu thì ở nhà vẫn mừng. Vẫn mừng. Cho dù là nó học ở trường sân khấu vẫn mừng. Bảo Lâm là một danh hài, một người luôn luôn vui vẻ khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng có bao giờ mọi người thắc mắc trong suy nghĩ của những người thân nhất với chàng quán vẫn cười xuyên việc này, Bảo Lâm là người như thế nào không? Nhiều lúc á, mình làm cho cha mẹ buồn và thất vọng về mình. Nhưng mà những cái lần đầu tiên mà trên sóng truyền hình á, mà anh Lê Dương Bảo Lâm phải rưng rưng nước mắt khi mà nói về cái cảm xúc đong đầy của mình với mẹ đó. Đối với mẹ Bảo Lâm, anh chính là niềm tự hào lớn nhất của người mẹ. Mình lên trường sân khấu rồi thì nó được bắt đi xem đa chị, bắt đầu em đi xem đa đi xe rốt là ban đầu năm đầu rớt rồi đi xe đạp. Đúng, đúng rồi, đi xe đạp chạy ngày nào cũng đạp nhớ đi ngang cái cầu Văn Thánh lùm được chiếc đa bông. Rồi mình rớt mắt đang chạy mồ hôi nhiễu nhại đúng đang đạp ai? Mà không có tiền không biết bà bông bà nào rớt chạy tung rớt còn không hay. Đang chạy em tự nhiên thấy gì chiếu mắt em cái rồi. Nhìn tưởng là cục đá chiếu cái tự hơi ngừng lại thấy chiếc đa bông em rồi lụm mừng quá trời luôn. Chạy trường sân khấu bán kế bên trường sân khấu luôn, cái bà bán vàng bây giờ ngay trường sân khấu 125 Phú Quỳnh đó bán được 800 ngàn. Lúc mẹ không biết đâu. Thôi. Nhưng mà làm sao 80 ngàn đưa mua đủ chiếc xe? Xe gì? Chưa, trời ơi, từ. Trời xưa, xe mới xe con quá từ. Rồi bắt đầu vô trường sân khấu rồi đi xe rút. Sướng ha, vừa đậu một cái là cha mẹ mua liền cho chiếc xe. Thủy thức không? Hồi lúc là nó con vừa tốt nghiệp lớp 12 là đủ tuổi.
là em mua cho nó chiếc xe Novo. Bán mấy con bò. Mấy con bò là nhiều lắm. Như vậy là nó cởi bò đó. Đúng rồi. Thờ chiếc xe Novo. Mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Thờ chiếc xe Novo là mua 30 mấy triệu mà thờ xe Novo một xe một đèn nha. Bán mấy con bò thì mới mấy con bò em nhớ lúc đó cũng nhiều chị, mấy con bò mới được chiếc xe Novo. Một đàn bò đi. Đó xong rồi cái chị biết không? Cái bắt đầu nó mới đi học xong thì chiếc xe Novo nó hao xăng quá. Không có tiền đổ xăng. Bán bò nữa. Đúng rồi, cái gì mới nói với mẹ. Cái xe Novo hao xăng quá thì em mới nói với cha Bảo Lâm, anh mua cho con chiếc xe số đó nó đi học cho đừng có hao xăng. Thì cha mới mua cho chiếc xe Sirius là bán bò nữa. Bán đó, bò lại bán bò. Lại bán bò nữa. À, lúc Bảo Lâm đang học trường sân khấu mà chị Thủy tin không, em dám treo giải cho Bảo Lâm. Nếu con đậu trường sân khấu mẹ sẽ mua cho con chiếc xe Honda mà mắc nhất. Chị hỏi nó là chiếc nào mắc nhất. Nó nói mẹ mua cho con chiếc xe SH là chiếc có cái dòng cao nhất. Lúc em mua là 9.001 đô, là lúc là 196 triệu. Trời ơi, khủng khiếp. Về làm giấy tờ, làm bản số đẹp ra luôn là đúng 200 triệu. Đẹp luôn. Đúng một xào đất chị. Đúng một xào đất. Chiếc xe đó là 2012. Là hiện bây giờ vẫn còn trùm mền. Ở mới nhà, tin. Còn mới cắt chỉ luôn. Chưa bán, không bán được. Không cho nó chạy trên này. Không có đem đi thành phố rủi ro là đi đó là rất nguy hiểm, cái xe sơ hở là sẽ mất. Con ơi con đi học quá tốn kém, nguyên một đàn bò này cái đàn bò khác. Giờ hết bò tới bán nguyên rồi, sao bây đó. Giờ đến đất đai bán là tiền của cha mẹ không? Đúng quá rồi. Nhiều tội, bây giờ tới cái chuyện con sửa mặt tiền ai? Mặt hả? Mặt cũng của mẹ luôn. Sợi dây chuyền đó chị Thủy. Chị ở đâu ra sẽ bán sợi dây chuyền đi. Bán sợi dây chuyền đi sửa cái lỗ mũi. Nó là khi lớn lên cưng lắm chị Thủy. Đeo dây chuyền mà cái thần nếu mà ở dưới quê là em nói thiệt chị là con mà tầm đó mà em cho sẽ đi chuyền chuyền bạch kim là chị biết thần đó ông ai đeo đâu. Đeo bạch kim. Bạch kim em cho mua sắm cho chị xe cái sợi dây chuyền bạch kim. Trời. Hot boy Long Thành nha, Quỳnh Quỳnh chịu không nổi là vụ đó nha. Rồi tiếp đi. Thì khi học trường sân khấu điện ảnh thì không có dám nói với mẹ là xin tiền để sửa mũi thì mới dám cả gan bán sợi dây chuyền. Nói bán hả? Bán sợi dây chuyền là sửa cái lỗ mũi, nhưng mà thiệt tình em không biết nó bán sợi dây chuyền. Cái sửa mũi em tưởng là tiền con nó đi làm được. Trộn đầu tiền xô đầu ra. Đó, khi em phát hiện sợi dây chuyền mất thì em mới hỏi: "Tí ơi, sợi dây chuyền của con đâu rồi? Hôm nay mà em thấy đeo thì nó con gắn lên cái lỗ mũi rồi." Mà nó nói một cách tự nhiên vậy chị, nó nói nó gắn lên cái lỗ mũi chứ nó không có nói bán, mà nó nói con gắn lên cái lỗ mũi rồi. Mà thấy thương lắm, thỏ thẻ mẹ con nói mẹ nghe nè mẹ. Thì thương con, hả? Con không có phá. Bây giờ con sao con phải đèm làm cho đẹp, con mới bằng ra tiền chị. Nhưng mà tôi sửa mũi nó đẹp mà. Đó là chị, cái lúc mà nó sửa mũi lúc đó là lên là em vừa cỡ xe lên em gặp nó là em khóc chị Thủy. Em mới thấy nó khác quá, nó không có phải như thằng con mình hồi đó, nhìn nó khác hẳn luôn. Mà khi nó còn sưng đi chị Thủy, cái tự nhiên em khóc chị Thủy. Em thấy là em quảng hồn em khóc, em nói trời ơi sao mà giờ con sửa như vậy, mẹ thấy làm như là nó mất cái duyên nữa. Sửa mũi rồi cứ nghĩ đi làm diễn viên được. Nhưng không, em cuộc đời đưa đẩy em không cho mũi cao, không quyết định được gì hết trơn trời nha. Sửa tới cái càm, bán chiếc nhẫn sửa tới cái càm luôn, làm cái đủ bộ luôn em hiểu không? Tức là khi mà cái mặt mình bình thường mình làm cái mũi lên tự cái mặt nó bị kỳ quá. Mũi thì quá cao mà cái cằm nó ngắn ngủn. Con két. Mà lúc đó mẹ cho chiếc nhẫn sẽ chiền. Cho sẽ chiền bán gắn mũi rồi thì bây giờ lấy nhẫn gắn cằm luôn. Gắn cằm luôn. Đồn xong mặt hài hòa xinh đẹp xong đúng lửa. Nhưng mà đến lúc mà nó nổi tiếng Cười Xuyên Việt đúng không con? 2015 là Bảo Lâm nó tốt nghiệp trường sân khấu là ra ngay 2012. Nó ngày đăng quang tới ngày 12 tháng 6 2015. Ê cô Thủy chấm luôn đây. Nó chấm nè. Đúng rồi. Chấm nó rồi Cười Xuyên Việt cái xuất hiện là nhà ba là đúng nó đóng vai thằng bòm. Rồi đúng rồi. Cái ngày mà đi lên ngày con đăng quang em lên tới mà em không nghĩ là khi mà đăng quang mà người ta ham mộ tới cái thằng đó bị mình dưới quê không có rành chị Thủy. Em nghĩ là nó tưởng nó là bình thường thì cái ngày đó em vẫn đi làm bình thường tới 7 chiếc xe ở nhà đang đợi em. Con mướn 7 chiếc xe luôn hả cô? Dòng cái đó là dòng em, họ ở chung ở nhà ai cũng có xe hơi bên nội bên ngoài ai cũng có xe hơi thì đi, thì trong khi đi lên là coi thì mấy cô mấy chú rồi ai cũng nghĩ ai cũng chuẩn bị một bó hoa tặng lên tặng cho Bảo Lâm thì cũng có chuẩn bị cho em một bó. Thì khi mà con nó ngày nó đăng quang thì vừa đăng quang xong thì tình định lên tặng cho con mà thật sự em không thể nào lên được chị Thủy, quá đông rồi. Đúng rồi. Sáng hôm sau em vẫn đi làm bình thường thì 6 giờ mấy rưỡi là em đã vô tới công ty rồi. Thì lúc đó tự nhiên em y như người nổi tiếng luôn á chị. Em nói thiệt á chị Thủy là em không hình dung ra được như vậy. Ai cũng hỏi nhiều lắm, hỏi mà lúc đó em nói chuyện đi vô là nói cho chuyện con em không mà ai cũng bu em hỏi hết trơn. Cái cảm giác ở trong đời đó nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời cho đến khi đúng, nào đúng mà rồi, mình nắm mắt đúng không vậy? Tại vì cái đó là cái hạnh phúc để mà mình được bù đắp cả một cái quãng đời mình hy sinh cho nó. Đúng rồi, em nói cho chị Thủy biết là Bảo Lâm nó có cái bản tánh là không bao giờ phe.
không bao giờ sợ xấu hổ gì mẹ. Lý do là mẹ cực khổ hoặc mẹ xấu xí hay là mẹ không sửa soạn là Bảo Lâm dứt phát là cái đó là cái em thần tượng con em nhất. Yeah. Đúng. Bởi vì trong khi mỗi khi em lên là thường thường Bảo Lâm hay nói là mẹ đi mua giấy chai về nói với bạn, trong khi đó là mấy em lên là mấy đứa bạn nói mẹ cái bộ mẹ đi mua giấy chai về rồi mẹ mới lên hả mẹ, có hỏi ai nói con. Nó Bảo Lâm nói mẹ tao cứ giờ còn phải đi mua giấy chai chưa có lên đâu. Lúc đó nó cũng không có nói với mẹ là mẹ đi làm công nhân này nọ, lúc nào nó cũng nói là mẹ khổ này nọ, nhà tao không có tiền là nó không có tiền, nay mẹ đi mượn tiền cho. Mà dạ đúng rồi, được cái nước thương là cái kỷ niệm là Bảo Lâm lúc nào cũng ngủ với mẹ với cha. Là em đi làm công ty về là em phải lộ hai con mắt ra, em dòm coi thằng nào thằng cha thằng nào con. Đúng rồi, hai người bằng nhau hết, mấy người cha con bằng nhau. Thì em mới dòm em nói tí ơi mẹ về rồi con vô phòng ngủ đi con. Thì chỉ có nó trả lời với một cách dễ cưng lắm. Mẹ con nói mẹ nghe nè mẹ, ngủ ở đây ngủ chung hết cho đỡ tốn tiền quạt máy. Được lúc đó tiền lý do đó mà. Đúng rồi, nó chị được cái thương nó chị. Mỗi khi em rước con hay đi học hay gì cũng vậy nữa, không bao giờ chở em mà để mẹ chở. Mẹ chở đặng ngồi ngoài sau ôm, ngồi ngoài sau ôm đặng măng mi chị. Chứ bắt lỗi mẹ. Ở nhà là em ngọt lắm chị Thủy. Em nói chuyện với cha, cha Bảo Lâm kêu em ơi là em dạ. Chị nó nói mẹ, con nói mẹ nghe nè, cha kêu con á, thì con dạ, còn cha kêu mẹ là mẹ đừng có dạ. Cái hỏi giờ mẹ nói sao, cha kêu em ơi thì mẹ phải hỏi cái gì đó anh. Trời ơi. Ồ, chị biết không, mi lớn thì nó cứ bắt lỗi từ ly, nó bắt lỗi em á chị. Nhiều khi mỗi khi em nói gì là bắt lỗi. Dạ, dạ. Dạ là đúng rồi cô. Đúng rồi đó, nó bắt lỗi. Dạ là đúng. Sau những câu chuyện đời tư của anh Lâm, nhân dịp lên chương trình của mẹ thì anh Lâm cũng muốn chia sẻ hết những nỗi lòng chưa bao giờ tâm sự được với mẹ đó nha. Nghe thôi mà cũng thấy cảm động rồi Màu ơi. Mau 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 cho mọi người coi đi nè. Nếu các bạn muốn xem đầy đủ câu chuyện của thú vị của Lê Dương Bảo Lâm cũng như các nghệ sĩ khác trong chương trình Còn Tôi Vô Số Tội thì ngại ngần chi không subscribe ngay kênh YouTube MCB Media. Và nhớ là bấm chiếc chuông nhỏ nhỏ nha. Vậy là đến lúc phải nói lời tạm biệt đến các vị khán giả mất rồi. Hãy nhớ là tuân thủ đúng những quy tắc cộng đồng trong giai đoạn này để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh nha. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sáng khuẩn có ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, phương tiện giao thông, cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng, mũi khi ho, hắt xì hơi. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly ở nhà, đeo khẩu trang và gọi cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế.vn hoặc ứng dụng ncovi với địa chỉ ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để đảm bảo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại www.bluezone.gov.vn. Cả nhà mình nhớ thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe của bản thân và người xung quanh trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nha. Đừng quên đón xem Top Entertainment và chủ nhật tuần sau cùng Top Entertainment. Tẻo và Màu sẽ quay trở lại và sẽ mang đến một nhân vật khác cũng không kém phần thú vị đâu. Màu và Tẻo xin chào và hẹn gặp lại.